triệt phá tụ điểm ma túy do đối tượng có 14 tiền án, tiền sự cầm đầu. Ngày 26 tháng 7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã khởi tố các đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975, ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Văn Long, sinh năm 1991, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phạm Quang Lâm, sinh năm 1978, ở xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, Đình Hồng Minh, sinh năm 1962, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ đã nắm và chủ động thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của Đinh Hồng Minh, một đối tượng có hoạt động bán lẻ ma túy trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã tổ chức phá án, lần lượt bắt giữ nhiều đối tượng đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ. Trong vụ án trên, khó khăn, vất vả nhất với lực lượng Công an là phải đấu tranh với đối tượng Đinh Hồng Minh đã có 14 tiền án, tiền sự về ma túy và các tội danh khác. Nhà nghi phạm Minh ở sâu trong ngõ khó tiếp cận và đã lắp nhiều camera, không tiếp xúc với người lạ và rất xảo quyệt trong việc bán ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 24 tháng 7, Công an đã đồng loạt bất ngờ ập vào nhà, đồng thời thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp Đinh Hồng Minh khiến đối tượng không kịp trở tay. Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 4 gói ma túy qua giám định là 0,98 gram methamphetamine, 1 gói ma túy qua giám định là hơn 0,3 gram heroin và 3 viên ma túy tổng hợp cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.